kênh ký ức chiến tranh trân trọng gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện với tựa đề giải đất hẹp chặng đầu đánh mỹ tác giả hữu mai phần thứ hai can lịch ngoái lại phía sau em bé đã bị một thằng to lớn đội mũ sắt nắm lấy tay bây giờ ngừng chiến đấu là khoanh tay cho kẻ địch bắt sống can lịch thét to tiếp tục nổ sung một viên đạn các bin của can lịch xuyên vào đúng ngực tên giặc đội mũ sắt đang giữ tay em bé một viên nữa trúng mặt một thằng đội mũ giả đen. Khẩu tiểu liên lăm le định nhà đạn rời khỏi tay nó, cái thân hình cao gầy, không khoeo cũng đổ xuống đất cùng với khẩu súng. Tên chỉ huy địch buộc phải ra lệnh cho bọn lính nằm cả xuống mặt đường. Không bỏ lỡ dịp tốt, can lịch hô khẩu lệnh rút lui. Xung phong. Ba người cùng chạy lao vào bãi cỏ danh rậm rạp. Phải một lát, bọn địch mới kịp bắn đuổi theo họ. Một viên đạn trúng vào bắn súng và bao đạn của đồng chí thôn đội khói bốc lên. Một mảng áo của người du kích giả cháy khét. Nhưng ông cụ vẫn không can trì, tiếp tục chạy thoát. Can lịch trở về phân khu. Đầu tiên, cô gái nhận khuyết điểm đã đi quá hạn hai ngày. Sau đó, cô nói. Mình báo cáo với các đồng chí, mình vừa có một thành tích con con. Mình đã bắn thêm được bốn tên địch để trả thù cho các đồng chí bị chúng nó giết. Chúng tôi đã nhớ ra can lịch chính là cô cháu gái đã được anh hùng vai nhắc tới nhiều lần trong khi báo cáo tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua của lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam năm trước. Chỉ sau vài câu chuyện, chúng tôi trở thành những người bạn thân của Can Lịch. Can Lịch có thể nói với chúng tôi mọi điều về mình mà không hề e ngại. Có lẽ không phải riêng với chúng tôi, đối với những người cán bộ khác, Can Lịch cũng đều cởi mở và thành thật như thế. Ở một người như Can Lịch, cả đối với những chuyện riêng tư, tất cả đều rõ ràng. Can Lịch không có điều gì phải giấu giếm. Mà có lẽ, can lịch không có cả đến những ý nghĩ về sự giấu giếm. Chúng tôi cũng đã biết câu chuyện riêng của can lịch đang làm cho các đồng chí ở phân khu quan tâm. Can lịch xây dựng gia đình đã được 2 năm. Chồng chị là cu chiến làm việc tại đoàn vận chuyển Y. Hai năm trước một ngày chớm đông, cu chiến khoác ba lô về vùng sông Prin để tổ chức đám cưới. Một điều không may cho anh, can lịch đang bận chỉ huy một cụm gồm bốn trung đội vừa bộ đội địa phương vừa du kích bao vây đồn A lưới. Ở đây, các chiến sĩ giải phóng và du kích người thượng hàng ngày ăn quả và thay cơm, ăn ớt thay muối đang giam chặt chân một tiểu đoàn địch. Địch đang có triệu chứng muốn tháo chạy nên can lịch không thể bỏ bộ đội về nhà. Chiến về chuẩn bị lễ cưới lại gặp thêm một khó khăn vì đồng chí bí thư chi bộ lúc đầu không ưng cho cưới ngay. Sợ can lịch về nhà chồng ở xã khác mình sẽ mất cán bộ. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, thời gian đi phép của cú chiến là 10 ngày đã qua hết 8. Buổi chiều hôm làm lễ, họ hàng và dân làng tới đông đủ rồi can lịch mới lật đật ở ngoài đồn về. Cô chỉ còn kịp treo khẩu các pin vào góc nhà, chạy vội ra vòi nước rửa mặt mũi chân tay rồi quay vào. Can lịch nói với mọi người, mình với chiến đi chiến đấu, đi làm công tác vận tải cũng vì cách mạng, trừ đây làm lễ cũng vì cách mạng. Mình báo cáo với người già, với dân làng và các đồng chí vừa rồi mình đã chiến đấu lấy thành tích để mừng ngày cưới, mình đã bắn chết thêm bảy thằng địch. Lễ tuyên bố xong, can lịch quay lại nói với cu chiến bây trừ chiến ở nhà uống rượu với dân làng, với các đồng chí, mình ra đồn. Đánh xong đồn A lưới, vợ chồng mình lại gặp nhau. Can lịch khoác súng lên vài, trở lại với các chiến sĩ du kích. Cú chiến ở nhà tiếp rượu dân làng đến khuya. Sáng sau, dậy thật sớm, khoác ba lô trở về đơn vị trả phép cho kịp. Một năm sau, cú chiến mới có dịp đi công tác tạt qua làng. Hai bờ sông Plin không còn bóng giặc. Trước vòng vây xít sao của các đội du kích, các tay súng bắn tỉa nằm sát hàng rào, bọn địch không ăn không ngủ được, đã phải bỏ đồn a lưới, rút chạy bằng máy bay về đồng bằng. Can lịch là người đầu tiên đã đi qua sân bay, bước vào đồn a lưới giải phóng. chiến đinh ninh lần này vợ chồng sẽ được gặp nhau. nhưng tới nhà anh được tin can lịch vừa lên huyện trình huấn đảng viên. việc trình huấn là rất quan trọng, cần để cho can lịch tập trung tư tưởng học tập. để một dịp khác gặp nhau cũng chưa muộn mà. chàng trai khỏe mạnh có nụ cười hiền hậu đó lại khoác ba lô lên vai lặng lẽ ra đi kể từ ngày cưới đến nay đã hai năm qua cặp vợ chồng này chưa có dịp gần nhau năm nay can lịch lại được mời lên dự đại hội dũng sĩ diệt mỹ của phân khu trị thiên qua đại hội can lịch được tuyển lựa cùng với mấy đồng chí khác đi dự đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn miền một đi chuyến này cũng phải mất một thời gian lâu lâu can lịch mới quay về trong khi họ tập trung ở đây đợi miền báo ngày ra đi phân khu tính chuyện tạo điều kiện cho hai vợ chồng được gần gũi nhau can lịch là một người chỉ huy hết sức dũng cảm nhưng còn là một cô gái hơn thế một người vợ tôi và sương đang đi đến chỗ hẹn làm việc với can lịch thì gặp đồng chí trợ lý thi đua của phân khu đồng chí này đã nhận chỉ thị của chủ nhiệm chính trị đến đây bàn bạc với can lịch cách tổ chức cho hai vợ chồng gặp gỡ nhau sương hỏi ý kiến của huyện đội phó như thế nào đồng chí can lịch hiện nay là huyện đội phó can lịch muốn đến chơi ở đoàn vận tải hay mời cu chiến lên đây đồng chí trợ lý giơ bàn tay lên trán xua xua rồi nói còn đang cân nhắc hung chưa có ý kiến không biết vì sao cô gái đã phải cân nhắc nhiều đến thế về việc gặp chồng tôi tự hỏi chúng tôi đã biết là trong khi xa nhau họ đã viết cho nhau những lá thư rất dài đầy tình thương nỗi nhớ can lịch không phải là người có tính cả thẹn can lịch đã nói với chúng tôi một cách tự nhiên về những tình cảm của một người vợ xa chồng Can Lịch đang nằm đung đưa trên một chiếc võng cột vào những thân cây sau căn nhà của các đồng chí thông tin đang phát ra những tiếng máy quay sẻ sẻ để báo cho cô gái biết là chúng tôi đã đến. Sương hỏi từ xa, đồng chí Can Lịch làm gì đấy? Can Lịch vội ngồi dậy, giơ cánh tay trần khỏe mạnh vuốt những sợi tóc lúc nào cũng bướng bỉnh không chịu nằm im trong cái cặp nhỏ bằng kim khí, cứ xóa xuống trán và hai bên tai. Đáp, mình đang học báo. Lần đầu tôi nghe thấy có người nói hai tiếng học báo tôi biết không phải can lịch nói sai can lịch nói tiếng kinh khá thạo có lần can lịch vừa cười vừa kể lại với chúng tôi đồng bào phong sơn nói nấu canh là nấu kem và ăn cơm là ăn e kum can lịch đang học thật học tất cả những điều đã được in lên báo can lịch gấp tờ báo lại nhẹ nhàng cầm khẩu các bin chắc cô đem ra đây để lau dầu mỡ bóng loáng dựng ở gốc cây khoác lên vài. đây là khẩu các bin thứ ba mà can lịch đã dùng một khẩu bị hỏng vì chúng đạn địch một khẩu bị gãy trong lúc đánh nhau khẩu thứ ba này sẽ theo can lịch đến đại hội miền có thể can lịch sẽ phải dùng đến nó trên dọc đường dài từ đây vào đó vô phúc cho tên biệt kích nào xuất hiện trước mũi súng của can lịch can lịch rủ chúng tôi đi ra bờ suối ngồi nói chuyện bữa nay can lịch mặc một chiếc áo đen có những sọc đỏ nằm ngang kiểu áo may rất đơn giản của đồng bào thượng để hở hai cánh tay tròn dám nắng tôi bỗng nhận thấy có thêm khẩu súng trên vai cả thân hình và dáng đi của can lịch trở nên mềm mại nhẹ nhàng thanh thoát khác hẳn với mọi ngày can lịch đã nói với chúng tôi là can trào kia mới là cô gái đẹp của làng lê lốc còn can lịch chỉ là một cô gái to và khỏe nhất làng thôi vậy mà trước khi lấy chồng can lịch đã là niềm mơ ước của bao nhiêu chàng trai vùng sông plin sáng hôm nay tôi đã nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của cô gái can lịch đi trên con đường mòn giữa rừng hai bàn chân không dép nhẹ nhàng đặt trên những chiếc lá khô khẩu các bin đeo hở hứng trên vai. Cặp mắt trong sáng của can lịch có cái nhìn thanh thản. Chiếc cằm hoi lẹm duyên dáng và đôi môi mỏng lúc nào cũng như chỉ muốn cười. Can lịch hay cười thật. Nhiều lần, chúng tôi bắt gặp can lịch nằm một mình ở góc lán chợt nghĩ ra một điều gì vui vui. Can lịch nói lên điều mình vừa nghĩ, rồi phá ra cười, làm cho những người ở chung quanh cũng bật cười theo. Can lịch đã nói với chúng tôi vì sao mình hay cười, mình ưng cười. Chỉ đơn giản có thế thôi vẻ đẹp và sức hấp dẫn của người con gái này chính là ở cái nhiệm vụ lớn lao mà cô đang làm và cái nguồn vui tràn trề mà cách mạng đã đem lại cho cô. Tôi hỏi Can Lịch về cái điều đang làm cho tôi thắc mắc. Đồng chí Can Lịch ưng đến đoàn vận tải thăm cu chiến hay để cu chiến về đây chơi. Chúng tôi đề nghị để cu chiến về đây cho chúng tôi gặp với. Can Lịch mỉm cười, rồi nói thùng thẳng. Không có ai đi, cũng không có ai về. Sao vậy? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, sau một thoáng tư lự can lịch nói bằng một giọng dịu dàng vợ chồng mình rất thương nhau khi mô cũng nghĩ đến nhau mình đi đến đoàn hay cu chiến về đây chơi đều được thôi nhưng bây trừ cách mạng giao nhiệm vụ cho mình đi miền rồi mình phải đi miền can lịch ngập ngừng một chút rồi nói tiếp nhiều bạn của mình lấy chồng có con cả rồi mình cũng ưng có một đứa con nhưng gặp nhau trừ mà có con thì mình lại không đi miền được mình định sau khi đi miền về hai vợ chồng mới gặp nhau tôi nói Can Lịch đã viết thư hỏi ý kiến cu chiến chưa? Đôi lông mày nhỏ của Can Lịch cong lên. Can Lịch nhìn tôi một lát, rồi nói. Hỏi ý kiến cu chiến à? Cu chiến cũng một ý kiến như mình thôi. Như một nhà thiên văn học trong đêm nào đó, qua ống kính lớn nhìn vào khoảng không vũ trụ mọi khi vẫn có một đám tinh vân quen thuộc mở sáng như sương mù. Bỗng thấy hiện lên một giải thiên hà với vô vàn những mặt trời trói lọi. Chúng tôi ngỡ ngàng trước những hiểu biết mới thu lượm được về những con người trên dải núi xanh này những con người đến với cách mạng không phải chỉ bằng khối óc mà với cả trái tim nóng bỏng tình yêu nồng cháy của họ đối với cách mạng không những đã đem lại cho đồng bào thượng tinh thần và sức chiến đấu không hề biết mỏi mệt mà còn giúp cho đồng bào tránh được lầm lẫn trước mọi thử thách và có những cách suy nghĩ những cách xử trí thật sâu sắc ở làng nọ một cán bộ có lề lối làm việc không được tốt anh không chịu lắng nghe ý kiến của đồng bào cứ tự mình quyết đoán mọi công việc anh đã phạm vào một số phong tục của địa phương là điều xưa nay đồng bào thượng rất coi trọng. Dân làng nói với nhau, hắn không phải là cách mạng mù. Tính tình người thượng vốn rất cương trực, khi đã không bằng lòng thì có thái độ liền. Không kể đối với kẻ thù, ngay với những người không tốt, đồng bào cũng chống lại một cách rất quyết liệt. Nhưng anh cán bộ này vẫn cứ sống yên ổn trong làng, đi tới đâu cũng được đồng bào chia cơm, nhường sắn, khi ốm đau vẫn được chăm nom cẩn thận anh không hay biết chi sự căm ghét của đồng bào đối với mình nhiều lúc còn tưởng là mình có uy tín và được đồng bào quý mến mãi tới khi có anh cán bộ cấp trên về đồng bào mới nói ra mọi điều uất ức của mình đồng chí cấp trên rất ngạc nhiên không hiểu tại sao một cán bộ có lề lối làm việc như vậy lại vẫn được đồng bào đối xử tốt đồng bào nói ưng đuổi hắn đi từ lâu nhưng hắn đi thì mình mất cách mạng hắn không tốt có điều hắn thay mặt cho cách mạng bụng mình ghét hắn nhưng việc làm phải quý hắn nhưng vì đâu mà đồng bào thượng đã có được một tình yêu sâu sắc như vậy đối với cách mạng sáng hôm sau tôi chia tay can lịch và xưng để đi xuống đồng bằng trên đường đi tôi lại tự hỏi mình vì đâu mà một cô gái thượng như can lịch đã trở thành một cán bộ của cách mạng trước ngày can lịch đi hoạt động cách mạng làng tròi chưa bị bom đạn giặc tàn phá gia đình can lịch không thiếu thốn đâu có nhà gỗ to có hai con voi thổ hàng đàn ngựa đàn trâu thả rong trong rừng không bao giờ thiếu gạo thóc ăn có phải Can lịch có một người mẹ, những năm đen tối trước đây, ngày ngày giấu cơm sôi dưới đáy gùi, trên phủ vỏ sắn và những vật dơ giấy để che mắt chúng nó, lần ra rừng tìm cán bộ. Có phải vì có cái người tên là Amel, dâu tóc để dài, răng đen, tai đeo vòng, mình trần đóng đót, từ năm 57 đêm đêm vào nhà dì dầm với cha của can lịch. Ba năm sau, Amel cạo dâu, cắt tóc, bỏ vòng, mặc quần áo dài, bấy giờ can lịch mới biết Amel là người kinh. Có phải vì bọn Đại Việt và bọn Diệm làm lắm điều ác không? Cả gia đình Can Lịch kể cả chú vai, không một ai cư răng. Can Lịch đã giữ được hàm răng trắng đẹp cho đến năm 13 tuổi. Ngày Đại Việt kéo lên lê lốc, thấy Can Lịch xinh xắn, lại có hàm răng đẹp, chúng bảo Can Lịch là người kinh. Chúng nói, nếu là người thượng tại sao lại không cả răng? Cả gia đình đã súng lại giữ tay, giữ chân cô bé, dùng dựa chặt cả hàm răng cửa bên trên của Can Lịch những chiếc răng bị chặt đi như thế không bao giờ mọc lại được nữa. Có phải vì anh cán bộ Minh Thương Can Lịch bị gia đình ép lấy chung chồng với người chị, chỉ khóc không chịu ăn, không chịu ngủ, đã giúp cho Can Lịch ra khỏi nhà chồng, đưa Can Lịch qua quãng đường rừng lắm beo giữ trở về với bố mẹ không? Có phải vì chú vai nghèo khổ rất thương, rất chiều Can Lịch, đã sớm biết chọn con đường cách mạng, rồi dù Can Lịch cùng đi không? Có lẽ vì tất cả những điều đó cũng như nhiều điều khác nữa mà Can Lịch không nhớ hết vì trên bản lê lốc hẻo lánh ở đỉnh Trường Sơn cũng như trên bất cứ mảnh đất nhỏ nào ở miền Nam, hễ đã có Mỹ, có Diệm hay Thiệu, kỳ là đều có những người cách mạng. Người cách mạng và chúng nó khác nhau như ngày với đêm, như điều lành với điều ác. Tất cả những gì đã diễn ra trên mảnh đất này đều đưa can lịch, đưa những người thượng tới con đường đi theo cách mạng. Ở can lịch cũng như ở nhiều người thượng khác mà chúng tôi đã gặp, những việc làm, những ý nghĩ, những tình cảm đối với cách mạng đều mang một màu sắc sơ khai tất thảy đều đơn giản do đó cũng rất gần với chân lý có lúc nào đó trong sóng gió hỗn loạn của một cuộc đấu tranh phức tạp chúng ta dễ quên đi những điều chân lý giản dị nhất ở những con người như can lịch chúng tôi đã bắt gặp một cái gì giống như ánh sáng thiên thần ở đôi mắt của trẻ thơ thứ ánh sáng làm cho tâm hồn ta trong trẻo hơn lên thứ ánh sáng dọi cho ta những điều chân lý những ý nghĩ mê mải đã làm tôi quên là mình đã đi được một quãng đường khá dài đồng chí quang anh phóng viên trẻ tuổi của báo quân giải phóng Trị Thiên Huế quay lại, nói với tôi, đi một quãng nữa đến ba tròi ta sẽ nghỉ. Chúng tôi bắt đầu đi trên những sườn núi bị B-52 tàn phá. Những cây cổ thụ chúng bom bật gốc, nằm ngả đầu xuống khe suối. Một phiến đá lớn bị bom bừa làm đôi, những vụn đá sắc nhọn rơi khắp chung quanh. Lại một cơn điên đầu của thằng khổng lồ mù hai mắt trăng. Nó đập phá gì những cây cối, những tảng đá ở sườn núi hiền lành này, tôi tự hỏi vượt qua những cây đổ, những mảng đất đá lờ được một quãng. Chúng tôi bắt đầu nhìn thấy mấy mương sắn nhỏ nằm giữa bãi bom. Tôi đã tìm ra lý do cơn giận dữ của nó. Trên một quả đồi, dưới những lùm cây xanh tươi trận bom còn để sót lại, tôi nhìn thấy ba ngôi nhà lá khá rộng. Chắc ba tròi là chỗ này. Trên mặt đất lầy bùn và phân gia súc, những con gà mái dẫn đàn con lông vàng mịn như nhung díu dít đi kiếm ăn. Tiếng lợn ăn oàm hoạp đâu đó, từ một ngôi nhà vang ra tiếng trẻ con bi bô đọc sách. Sự có mặt của mấy ngôi nhà thanh bình này giữa một vệt bom của B-52 còn khét mùi thuốc nổ làm cho tôi hơi ngạc nhiên. Tôi dừng chân trước mái nhà thông tin nhỏ. Một mảnh giấy dán ở tấm phân nữa với những dòng chữ viết bằng phẩm xanh đập vào mắt tôi. Giấy rộng là chiên trường. rửa diêu là vũ khí. Nhà nông là chiến sĩ. Thả chết bom đan không để dân ta đói. Thực hiện lời kêu gọi của bác Hồ một tờ giấy rất trắng, sắp mực còn tươi nguyên. Những chữ viết sai âm và thiếu dấu này tát ra một sức mạnh thật kỳ lạ, làm tôi đứng lặng hồi lâu. Phải chăng đây là một bản tuyên ngôn của những người dân ở quả đồi bé nhỏ này với đế quốc Mỹ và những hành động chiến tranh diệt chủng của chúng? Quang nhắc tôi vào nhà đồng bào nghỉ chân. Chúng tôi vắt áo mưa vào mái danh, rồi khom lưng bước vào một ngôi nhà. Hai cụ già, một anh thanh niên và mấy em bé súng lại đón khách. Đồ đạc trong nhà sắp xếp giống như một cơ quan cũng hai chiếc sạp nứa chạy dài, cách nhau bằng một chiếc bàn nứa rộng. Dưới sạp là hầm trú ẩn, gỗ đất đắp khá dày, chỉ có khác là bếp ở ngay giữa nhà. Dàn bếp ám khói bồ hóng lùng lẳng mấy miếng thịt heo rừng đã sấy khô. Bên trên, xếp đầy những bắp ngô giống. Mấy bà già Minh Trần, váy mặc cao che kín ngực, đang đứng giá gạo bằng những chiếc chày dài. Chủ và khách ngồi quây quanh chiếc bàn nữa. Quang mở cái túi vải đeo bên sườn, rút ra tặng gia đình một tờ báo quân giải phóng món quà làm cho những người ngồi đó rất vui vẻ quang kể cho gia đình nghe những tin chiến thắng mới ở đồng bằng mỗi lần nghe kể xong một trận đánh mỹ hai cụ già lại trầm trồ phấn khởi phấn khởi những người đàn ông trong nhà này kể cả các em bé đều mặc quần dài các em bé ngồi nghe chuyện bên cạnh những người lớn thỉnh thoảng các em lại nói với hai cụ già bằng tiếng thượng như để dịch lại những điều quang nói đôi khi các em vừa nói vừa cười như có lời bình luận thêm vào đó. Ở cột nhà cạnh chỗ tôi ngồi, che một khẩu tiểu liên bán cong, nước thép còn xanh bóng. Khi nghe Quang hỏi anh thanh niên về tình hình chị An ở địa phương, tôi mới biết anh là du kích. Căn nhà khá rộng nhưng thấp và tối. Đồng bào phải làm nhà thấp để dễ che ánh lửa ban đêm phòng máy bay. Trong màu do lờ mờ của căn nhà, một mảnh ánh sáng đập vào mắt tôi. Đó là khung cửa sổ được trổ ở phên liếp tại một góc nhà. Phía ngoài cửa sổ những cành cây được phát quang hiện lên một mảng trời trắng đục vì mưa tôi nhận ra ở đó có một cái bàn nứa trên đặt mấy cuốn sách và một lò mực chắc đây là bàn học của các em nhỏ có cặp mắt trong sáng này đúng rồi tất cả là như thế đó ngày xưa đồng bào thượng ở những ngôi nhà sàn cao giáo chan hòa ánh sáng mặt trời đế quốc mỹ đã đem bom đạn đến cướp đi ánh sáng của họ chúng còn muốn cướp nốt cả cuộc đời của họ nhưng đồng bào thượng đã đứng dậy dưới lá cờ của mặt trận cuộc chiến đấu đã bắt đầu và sẽ tiếp tục đến thắng lợi cuối cùng. Từ những con người ngồi thanh thản, tươi vui, tin tưởng giữa vệt bom B-52 này, cái mảng trời dọi sáng vào bàn học của các em, những dòng chữ ở tròi thông tin trước cửa nhà, đến khẩu súng được lau chùi bóng nhoáng, đến những bắp ngô dành để gieo vụ nương sau. Tất cả, tất cả đều là những lời tuyên chiến quyết liệt với kẻ thù. Trong cuộc chiến đấu để giành quyền sống, giành lấy ánh sáng, những người ngồi đây hôm nay đều tin là mình đã nắm chắc trong tay phần thắng ở đây đồng bào thượng đã thay đổi mấy chữ cho thích hợp với tập quán canh tác địa phương rừng cây thưa dần mắt không còn nhức nhối vì cái màu xanh của lá lúc nào cũng bưng bít phía trước tiếng nước suối từ trên sườn núi cao đổ xuống sôi sục chúng tôi vẫn tiếp tục xuống dốc con đường mòn bị dòng nước chảy ngày này qua ngày khắc khoét thành lòng máng đầy những hòn đá đỏ lớn nhỏ nhìn về phía rừng cây bên cạnh khi ẩn khi hiện sau một màn sương lúc đậm lúc nhạt, tôi bỗng thấy tất cả cảnh vật đang chuyển động trên một đường vòng, giống như hình ảnh trên màn ảnh được người quay phim ghi lại bằng cách lia ngang ống kính. Tôi nhận ra ngay hình ảnh hư ảo ấy chỉ là do dải sương trắng đang bay ngang sườn núi. Thêm vào đó là tiếng thác nước réo ầm ầm làm rung động cả khoảng không trong lúc chúng tôi đang đi xuống dốc, chân bước nhẹ lâng lâng. Vòm trời rộng lớn hiện ra trước mắt, xuôi xuôi đổ xuống biển đông. Sắp đến đồng bằng rồi, tôi nghĩ vậy. Tôi cởi mấy cái cúc, phanh áo đón làn gió thoảng, có mùi muối mặn từ ngoài biển thổi vào. Tôi lặng lẽ đi theo người dẫn đường, không muốn hỏi anh, sợ làm tan mất sự hồi hộp chờ đợi của mình. Bây giờ thì chúng tôi đang đứng giữa một vạt tràm nở đầy những bông hoa trắng xinh xắn, có mọc xen lẫn những khóm thanh hao nhỏ nhẹ giống những cây cảnh trồng trong công viên. Đồng bằng trải rộng dưới mắt chúng tôi, như những đường phố nhìn từ trên tầng gác cao của một ngôi nhà. Đứng ở đây, chúng tôi có thể phân biệt cả những khóm sim, khó mua mọc trên các bãi hoang nằm dọc theo những thửa ruộng mới cấy. Làng xóm kia rồi, cũng vẫn những ngôi nhà thâm thấp, những hàng cao thẳng tắp, những cây ăn quả xanh dờn sau trận mưa, bao bọc bằng một lũy tre. Chỉ có khác một chút là làng xóm ở đây nhỏ bé hon, nằm chen trúc nhau trên một dải đất nào ruộng, nào đồi, nào những cồn cát trắng, những con đường màu đỏ cắt ngang, cắt dọc. Xa xa, sáng lên một dải bạc lấp lánh như kim khí, khác với màu trắng mịn màng của bãi cát phá tam giang đó. Xa hơn chút nữa là biển đông xanh ngắt, một màu xanh hoi nặng nề so với màu xanh trong sáng của chân trời có một đám mây vàng rực, to sừng sững như trái núi. Tất cả những hình ảnh ở phía trước ùa vào mắt chúng tôi như ánh sáng ùa vào mắt một người ở trong căn buồng tối vừa mở những cánh cửa sổ. Nhưng rồi tôi bị thu hút vào những điểm nhất định của bức tranh đang bày ra trước mắt. Đó là những ngôi nhà rất nhỏ bé nằm rải rác trên cánh đồng lỗ chỗ hố bom mái dạ màu vàng tươi như đang bốc lên mùi thơm của lúa chín và nhất là hơi ấm quen thuộc của những người thân gần một phần tư thế kỷ trôi qua bom đạn của kẻ thù không ngừng rơi trên dải đất nhỏ hẹp này mẹ cha anh chị và các em ta vẫn dựng lên ngay giữa vùng đất lửa những ngôi nhà mới cũng như ở trong kia nhiều xóm làng với những ngôi nhà liền mái những cây cối xanh tốt đùm bọc lấy nhau không ở được với chúng nữa rồi làng xóm bây giờ dài ra trên khắp các cánh đồng tiếp tục thi gan với bom đạn những ngôi nhà sau bao cơn rông bão vẫn bình thản giản dị đứng đó như cô gái đêm qua vừa cầm súng ra trận sáng nay lại đứng soi gương trải mớ tóc đen dài những ngôi nhà mái tranh vách đất liếp nứa đứng đó thật nhỏ nhoi nhưng cũng thật gan góc quật cường nó cũng giống như các chiến sĩ ta ăn rau rừng đi chân đất đánh giặc mười lần ngã xuống lại mười lần đứng lên những ngôi nhà đó như đang nói với người ở xa đến không sao đâu Kẻ thù dù có tàn bạo bao nhiêu chăng nữa thì cũng không làm cho ta mảy may run sợ, chúng ta đã đánh giặc ngoài 20 năm rồi vẫn thế này đây, nếu chúng buộc ta phải đánh tiếp thì ta sẽ đánh 20 năm nữa cũng không sao. Bên tay trái tôi, một cái đồn địch khá lớn đã bị quân giải phóng tiêu diệt, còn lại những bức tường đổ vỡ màu trắng lạnh lẽo. Bên phải, một vệt bom B.52 chạy dài trên những quả núi chọc nằm giáp với đồng bằng. Quang nói với tôi đây là nơi máy bay B-52 đã thả trận bom đầu tiên trước khi ném bom địch đã giải khắp đồng bằng rừng núi hàng triệu truyền đơn in hình loại máy bay chiến lược này và khoe khoang sức hủy diệt ghê gớm của nó khi cho rằng những người dân đã đủ thấm sợ rồi chúng mới đưa máy bay từ đảo guam tới lần đầu đồng bào ở đây được nghe những tiếng bom rơi hồi lâu không đếm được như những hạt mưa trong một trận mưa rào cả những người đánh cá đang đi thuyền ngoài biển cũng nhìn thấy những chớp lửa bốc lên liên tiếp trên giải trường sơn sáng hôm sau khi sương tan những người ở xa cũng có thể nhìn thấy cái vệt đỏ kéo dài như một đám mây hiện trên màu xanh của núi chẳng phải bọn mỹ đã phung phí bom đạn một cách vô ích khi chúng chọn những quả đồi không tên không người không cây cối này làm mục tiêu cho trận ném bom cũng ngay ngày hôm sau lại thêm hàng triệu truyền đơn khác được thả xuống trắng ruộng trắng rừng chúng viết trong đó nếu các chiến sĩ giải phóng đã cảm thấy không chịu đựng nổi những trận bom mà họ đã được nhìn tận mắt thì hãy mau tìm đường quy tránh về với quốc gia Mặt sau truyền đơn là một tờ giấy thông hành. Đế quốc Mỹ tự hào về sức mạnh của mình và cũng tự hào là mình biết dùng sức mạnh đó. Mỗi trái bom, mỗi đồng đô la chúng bỏ ra đều nhằm những món lời cao nhất. Trận mưa bom đầu tiên trên những đồi núi ở vùng giáp danh này đã được dùng vào việc phô trương sức mạnh. Những dấu vết của nó để lại cũng được tính toán vào mục đích ham dọa. Chúng cho rằng sau đó, những ai đã lên núi sẽ phải quay về đồng bằng, và những người ở đồng bằng từ nay sẽ không dám lên núi một lần nữa, chúng lại tính lầm. Quang chỉ tay về phía chân trời còn một đám mù sót lại sau những ngày thời tiết xấu, nói rằng khi trời trong, đứng tại đây có thể nhìn thấy gió thành phố Huế. Anh quấn chéo dù vào người rồi dục tôi xuống núi vì đứng ở đây lâu bọn Mỹ có thể trông thấy. Chiều hôm đó, chúng tôi nghỉ chân tại nhà chú Tư. Căn nhà nhỏ của chú Thím nằm giữa cánh đồng. Tôi cứ tin là mình đã nhìn thấy ngôi nhà này khi đứng trên núi tuy từ chưa đến giờ. Quang đã đưa tôi đi quanh quẩn khá nhiều đường đất. Lúc đầu, Quang không định nghỉ chân ở đây. Quang muốn đưa tôi tới nhà mẹ nuôi của anh ở xóm Mít, cạnh đường quốc lộ số 1. Quang thuộc những con đường tắt và độ nước nông sâu của từng con lạch ở vùng này. Các chiến sĩ du kích đứng cảnh giới trên những ngã ba đường, vui vẻ để tôi đi theo anh, vượt qua những chạm gác của họ. Chúng tôi đang đi men theo lũy tre của một xóm nhỏ nằm trên một quả gò thì một chiến sĩ giải phóng từ trong búi cây cạnh đường nhô ra như định ngăn chúng tôi lại. Anh nói cho Quang biết đi khỏi đoạn đường vòng này, xuống đến tràn ruộng, bọn Mỹ đứng gác trên quả đồi ở đường số 1 có thể nhìn thấy chúng tôi. Quang thản nhiên nói, đi ít người không can chi mồ. Anh bẻ một cành cây đưa tôi cầm để ngụy trang thêm, rồi tiếp tục đi, xuống đến tràn ruộng, Quang liếc nhìn về phía những quả đồi cạnh đường quốc lộ, rồi quay lại mỉm cười nói với tôi xuống đồng bằng thì vô chỗ mô cũng như gia đình, có điều vô nhà quen vẫn vui hơn. Bà mẹ ở nhà chúng ta sắp tới quý tôi như con đẻ. Chúng tôi vừa rẽ vào con đường nhỏ thì gặp mấy chiến sĩ giải phóng ở phía trong đi ra. Nhìn nét mặt linh lợi và cách trang bị nhẹ nhàng của họ, tôi đoán họ là những chiến sĩ trinh sát. Một người thấp nhỏ, bụng quấn một chéo dù hoa, kẹp khẩu tiểu liên ở nách, nhanh nhầu hỏi. Các đồng chí đi mô, quang đáp, vô xóm mít. Xóm mít còn chi mô, chưa ni mỹ kéo vô đốt xóm hốt hết dân sang bên tê đàng số một rồi niềm vui vụt tắt trên mặt quang cái niềm vui mà tôi đã nhìn thấy rạng rỡ trong đôi mắt sáng và ươn ướt của anh từ khi chúng tôi đặt chân xuống đồng bằng anh đứng ngần ra một lúc sau đó anh đưa tôi về đây chúng tôi vừa đến cửa đã nghe tiếng thím tư ở trong nhà reo lên ô anh quang mấy tháng ni không thấy anh vợ chồng tôi nghĩ là anh hy sinh rồi quang mỉm cười bộ mặt xương xương, trắng trẻo của anh đỏ lên. Chú Tư Trạc ngoài 40 tuổi, tóc cắt ngắn, râu rậm, vẻ mặt lành hiền, đang ngồi trên chiếc giường che chơi với đứa con nhỏ. Chú tươi cười gật đầu đáp lời chào của chúng tôi. Thiếm trẻ hơn chú vài tuổi, mặt tròn, da bánh mật, ngồi cạnh bếp, tay thái sắn thoăn thoắt, miệng nói hết chuyện này qua chuyện khác. Đứa con trai lớn chừng 12 tuổi, giống mẹ, có cặp mắt tròn và to, đến ngồi sán bên quang. Thế thím tư ngừng lời là chú bé nói tiếp ngay em nói lại cho quang nghe một cách tỉ mỉ dành dọt hơn câu chuyện mẹ em vừa kể sáng hôm qua ba thằng mỹ có lẽ là biệt kích từ bồng bồng lên nấp ở bãi mua đầu làng thấy một anh du kích đi ngang chúng gọi lại anh du kích không đem súng phải chạy ngay khi ấy ba thằng mỹ cũng quay đầu chạy sau đó chúng bắn đại bác về vùng này theo ý em bé bọn Mỹ không dám bắn anh du kích vì chúng đi trinh sát có ít người, chúng sợ nổ súng thì lộ, du kích sẽ xô tới. Nếu thím tư không dục em lần nữa là phải đi kiếm con trâu đưa về chuồng, thì em còn kể với quang vô khối chuyện. Thím tư than phiền mình bất hợp pháp một không đi chợ được nên không có thuốc lá mời khách. Thím nói mấy ngày dày, tụi ác ôn kiểm soát chợ ngặt, chỉ cho mỗi người được đong hai chục đồng hai gạo. Chúng sợ đồng bào mua gạo tiếp tế cho giải phóng chú Tư tham gia vào câu chuyện của vợ và con bằng đôi mắt chăm chú. Cái miệng mỉm cười như để nói với chúng tôi tất cả những điều đang được kể đó đều đúng. Thấy tôi ngồi nhìn ra sân im lặng, thím tư nói. Anh nè, quay lại nói chuyện cho vui. Quang nói đỡ. Anh nỡ mới ở trong miền ra, chưa nói quen tiếng thừa thiên mồ. Anh kể chuyện miền cho chúng tôi nghe ra rằng. Tiếng Nam, tiếng Bắc, tiếng Mô Chú và tôi cũng nghe được. Có mấy anh vừa ra cứu bắt trước tiếng thừa thiên nói líu la líu lo, Tôi bảo, anh cứ nói tiếng miền thôi, chúng tôi ưng nghe tiếng miền lắm mà. Quang đặt bàn tay vào cái cột nhà bằng thân cây cau, hỏi. Cái nhà ni, chú thím mần lâu chưa? Căn nhà mới dựng, vách đất còn ướt. Những cột chính đều bằng gỗ nhưng lại có một chiếc bằng thân cây cau. Thím tư đáp. Mần được hơn tháng rồi, nhưng cứ mần lần lần, chú mới chát vách được dăm bữa. Bữa tê hắn thả bom ngoài nờ, cắt đứt mất cái cột ở chỗ ni. Chú phải về xóm, chặt một cây cao ra thay tạm. Bom hốt đất tung lên đầy mái nhà đó. Chú mần cái ni là cái thứ năm rồi. Hắn cứ phá, mình cứ mần. Còn đất thì còn mần. Chỉ khi mô hắn hốt hết đất đi thì mình mới phải chịu. Cơm chín, thím bới ra giá. Bảo chúng tôi ăn trước với chú và hai con. Thím thổi lửa, tiếp tục nấu một nồi cơm khác. Sương chiều đã răng trên cánh đồng. Chập tối nay, địch không bắn đại phá. Tiếng xe chạy ầm ầm suốt ngày trên đường số một lúc này cũng im. Ngọn đèn dầu thắp lên ấm cả căn nhà. Lâu ngày, tôi mới được ăn một bữa cơm gia đình. Cơm có độn những lát sắn sượng nhung nóng sốt, chúng tôi ăn rất ngon miệng. Hơn nữa, lại có món canh nưa tôi mới được ăn lần đầu. Khi đi kiếm châu ở ngoài đồng, đứa con lớn của chú Tư đã cố bắt vài con cá nhỏ để thết mấy chú giải phóng. Người nọ nhường người kia, bát canh đơm đi đơm lại, mấy con cá trắng hết nổi lên rồi lại lặn xuống đáy bát vẫn còn nguyên chú tư loay hoay bón cơm cho đứa con nhỏ chúng tôi ăn đã gần xong bữa chưa thấy chú sới thêm bận nào thím tư vẫn không rời khỏi cái bếp lửa từ lúc chúng tôi vào nhà đến giờ đôi tay của thím lúc nào cũng thoăn thoắt nổi cơm thứ hai đã cạn thím đang ngồi sàng gạo cơn gió lốc nóng bỏng của chiến tranh như ngừng thổi ở đây hay là nó đã chừa ra ngôi nhà bé bỏng này tất cả những cảnh tàn phá trên những con đường mà chúng tôi đã đi qua ngày hôm nay và ở chung quanh đây đều biến đi trong màn sương chiều xám nhạt. Không gian thu lại trong căn lều với bếp than đỏ hồng, ngọn đèn dầu ấm áp, với đứa bé đang ngồi phá mâm, với vợ chồng chú Tư đang bận bịu và những việc nho nhỏ trong gia đình. Đang giờ bữa cơm thì một bà cụ người đậm và thấp, mặc chiếc áo cánh lụa bước vào nhà. Cụ vén những sợi tóc bạc lòa xòa trước chán lên mang tai, không để ý đến chúng tôi trao chát nói với vợ chồng chú Tư một thôi một hồi. Tôi nghe câu được câu chăng. nhưng rồi tôi cũng biết bà cụ là mẹ chú Tư, đến mách tội người con dâu thứ hai. Chú Tư hiền lành chẳng biết nói câu nào, bà cụ vì thế càng thêm bực bội. Thiếm Tư phải khéo léo lựa lời làm cho bà cụ dịu cơn giận ra về. Tôi ngồi âm thầm hưởng hết cái không khí gia đình của nhà chú Thím. Thím Tư chắc không hiểu ngay cả câu chuyện to tiếng của mẹ trong Thím vừa rồi mà Thím đã cố dẹp đi cũng không làm cho những người khách như chúng tôi khó chịu chút nào mọi việc vẫn diễn ra bình thường thôi tôi nghĩ vậy đêm đầu tiên ở đồng bằng tôi nằm cứ thao thức mãi vợ chồng chú tư nhường cho chúng tôi chỗ ngủ ở ngoài hầm quang và tôi không nhận vì chú thím có cháu bé bảo chúng tôi ra hầm mãi chẳng được hai vợ chồng cũng ngủ lại trong nhà chú thím nằm trên chiếc giường che độc nhất trong căn nhà giữa hai người là đứa con nhỏ quang và tôi mắc hai cái võng cạnh giường của chú thím không còn chỗ nằm nào khác. Đứa con lớn của chú thím đành ra ngủ một mình ở căn hầm đắp nổi cạnh nhà. Buổi tối, khi thím tư nấu xong nổi cam thứ hai, tôi đã nhìn thấy thím rẻ già nửa vào trước mo cau vắt một vắt cơm lớn. Tôi hỏi, nhà ăn cơm rồi, thím vắt cơm làm gì? Vắt cho chú, phòng mai địch tới sớm, chú phải đi thì cả ngày khỏi đói. Hai anh thanh niên ghé vào nhà xin nước uống. Chú tư rót nước chè vừa hãm trong ấm tích ra mời tôi nghĩ họ là những người đi ngang vì thấy trên lưng mỗi người đều có một chiếc ba lô nhỏ rất vuông vắn họ ngồi mãi cho tới khi một cô gái mặc áo đen cộc tay đeo chiếc máy thu thanh bán dẫn bước vào sân nhà chú tư cô gái ngó vào nhà cười khanh khách rồi nói biết ngay mà lại ghé vô chú tư trả thuốc nhân dân tới đông cả rồi nói xong cô gái lại cười tiếng cười thật giòn một anh chào chú thím và chúng tôi đứng dậy đi ra anh kia với cái điếu cầy cố rít thêm một hơi, rồi chạy vội ra theo. Anh nói với cô gái đang cười ngặt nghẽo, "Con gái vô duyên, chưa nói đã cười." Tiếng cười của cô gái vụt tắt. Cô đứng sững nhìn anh, buông xuôi hai cánh tay thật là trắng, rồi cô nói, "Tôi không cười thì anh ưng cho tôi khóc à?" Dứt lời, cô gái lại phá lên cười. Khi cô gái quay đi, tôi thấy trên lưng của cô cũng có một chiếc ba lô. Tiếng nói trong trèo của cô phát thanh viên đài miền Bắc nhỏ dần trên con đường vẫn còn sót lại những hàng rào dây thép gai của ấp chiến lược năm trước. Tôi hỏi Quang. Họ đi đâu vậy? Tôi đoán đêm nay ở đây có cuộc đưa tiến thanh niên lên đường tổng quân. Thanh niên đi họp xóm đó. Sao lại mang ba lô? Ở ni dưới đó, thanh niên từ nhà ni qua nhà tê cũng ba lô trên vai. Quân sự hóa mà, địch đến là mần luôn. Theo ý Quang, đêm nay, chúng tôi không nằm màn để dễ ứng phó khi có động. Khẩu súng ngắn đặt trong võng cứ cành cạnh giữa hai bắp đùi. Bên ngoài, trăng thượng tuần đã lên cao. Cái sân nhà chú tư bằng đất nện trắng xóa. Những ngôi nhà nằm rải rác trên cánh đồng lại hiện lên âm thầm dưới ánh trăng. Đêm yên tĩnh. Cái yên tĩnh đã kéo dài suốt từ buổi chiều đến giờ. Cũng có những tiếng đại bác nhưng rất xa. Không đủ áp tiếng rít đinh tai của một chú dế ở dưới cái chân cột nhà bằng thân cây cao. Chốc chốc lại cất tiếng inh ỏi con trâu ở đầu hồi nhà đang nằm nhai lại cỏ thỉnh thoảng lại thở phì phì. Từ những ruộng lúa mới cái đầy nước vây quanh nhà chú tư đưa vào mùi phân ải. Có những hàng lúa đứng ngay dưới mấy tranh. Ở đây, mọi người nép gọn chỗ ăn ở để dành đất cho khoai lúa. Khoai mọc ngay trên nền những ngôi nhà bị giặc đốt cháy. Những hố bom trên cánh đồng nếu chưa bị lấp đi thì trở thành những nơi chứa nước. Buổi tối chú Tư đi họp về rì dầm nói với thím Tư về việc chuẩn bị chống càn việc trồng màu gối vụ và phải bón thêm cho mỗi xảo dụng ba gánh phân chuồng. Các cửa ra vào của nhà chú Tư vẫn để ngỏ. Từ ngày giải phóng đến giờ, tất cả các ngôi nhà ở vùng này lúc nào cũng để ngỏ cửa. Không phải chỉ vì nạn trộm cắp không còn nữa, mà vì đây là một con đường bộ đội giải phóng hay qua lại. Anh em thường nghỉ chân tại đây trước khi ra vùng biển hoặc đi lên vùng núi. Những người khách lúc nào cũng tất bật, vội vã ấy đến đây không kể ngày hay đêm. Có buổi trưa, họ ghé vào nhà xin vài gáo nước, Mấy nắm dơm, nấu xong hăng gô cơm, chỉ ăn một nửa rồi treo vào ba lô, lại hấp tấp lên đường. Có lúc nửa đêm, họ vào nhà đặt đầy những gùi gạo nặng, mắc võng dày đặt, trải vài mưa ngay dưới đất, nằm quay ra ngủ. Trước khi trời sáng, họ đã đi hết. Cũng có những người như chúng tôi hôm nay, nhờ chú thím cho ăn một bữa trưa, ngủ lại một đêm, sớm mai tiếp tục chặng đường. Trong những người khách ấy, nhiều người vợ chồng chú tư chưa hề biết mặt chủ và khách đã có những quy ước lặng lẽ với nhau trước khi đi làm đồng hoặc đi ngủ chú thím thu xếp nhà cửa thật gọn gàng cái nồi con dao mớ củi được để vào những chỗ dễ nhận ra nhất chung quanh bếp khách cần nghỉ lại thì nhà đó muốn nằm đâu thì nằm khách cần nấu nướng thì nồi đó củi đó nước đó nửa đêm khách vào nhà thấy vợ chồng chú thím đã ngủ say lặng lẽ bấm đèn pin hoặc đánh đá lửa rón rén ra vào cố gắng không gây tiếng động khách biết rõ mỗi giờ phút yên tĩnh nghỉ ngơi ở đây quý giá biết chừng nào. Sáng ra, chú thím nhìn trên bếp thấy đống do đầy hơn, hay có những cành củi cháy dở, chút tàn thuốc lá, ít hạt gạo vãi trên đất, mới biết đêm qua có bộ đội ghé vào nhà. Những khung cửa mở rộng này là tấm lòng của vợ chồng thím đối với khách. Những bước chân ra vào gión rén, cái nổi, con dao được đặt vào đúng chỗ cũ, những vết chổi in trên nền nhà, là những lời cảm ơn đầy đủ nhất của khách đối với vợ chồng chú thím lúc này vợ chồng chú tư đã ngủ say thím nằm ôm lấy đứa nhỏ cùng đắp cho với con một chiếc chăn đơn ban nãy thằng bé thức rất khóc thím đã nằm như vậy du nó rồi ngủ thiếp đi chú tư nằm xây lưng về phía thím quay mặt vào bức vách tiếng ngáy của chú đều đều thỉnh thoảng lại rộ lên từ lâu vợ chồng chú thím chắc chẳng có mấy lúc sống riêng với nhau thím tư cũng chẳng còn phải giữ ý như ngày xưa hễ có khách nghỉ lại nhà là vợ chồng mỗi người phải nằm mỗi nơi giữa vợ chồng thím và những anh cán bộ, chiến sĩ giải phóng nhiều lứa tuổi đã gắn bó với nhau bằng một thứ tình thân của những người con trong một gia đình. Thứ tình thân này đã vượt lên những câu nệ, giữ gìn. Trước khi đi ngủ, Quang đã đưa thím tư số tiền gạo theo tiêu chuẩn hàng ngày mà chúng tôi đã được cấp phát để ăn dọc đường. Nhưng Quang nói thế nào thím cũng không chịu nhận. Thím chỉ nói là mấy lương cơm sắn trả đáng bao nhiêu. Chú thím đã tiếp đón chúng tôi như trăm. Ngàn chiến sĩ giải phóng đi ngang, ghé vô nhà. Một bó rơm, vài cành củi mấy lưng cơm sắn thôi với mỗi người một con toán đơn giản hiện lên trong óc tôi chú thím ở đây ngày đêm bám lấy từng tấc ruộng tấc vườn quyết không phải chỉ vì cái gia đình bé nhỏ của mình cả cánh đồng bỗng nhiên tối sầm một đám mây dày đã che khuất mặt trăng trăng lát sau tôi nhận ra mảnh trăng lưỡi liềm đã khuất về bên kia dãy trường son tôi vẫn cứ thao thức mặc dầu đã nhiều lần tự bảo mình phải ngủ một chút ngày mai chúng tôi cần dậy sớm để đi nhưng lúc người ta thấy bằng lý lẽ mình cần phải ngủ, thì chính là lúc người ta không thể ngủ được. Hình như cũng có đôi lúc nào đó, giấc ngủ đã thoáng đến với tôi. Nhưng nó chỉ như một đám mây bay qua che khuất mặt trăng, ngay trong khoảnh khắc lại vụt biến đi, và đầu óc tôi lại trong suốt. Tôi bỗng nghe một tiếng động nhỏ ngoài sân. Vừa nhìn ra, mắt tôi đã bắt gặp ngay những tia lửa nhỏ lóe lên ở phía cửa. Một người đang đánh đá lửa. Qua ánh lửa vụt sáng vụt tắt tôi nhìn thấy mấy cái mũ giải phóng khi các bức dầu đã bén lửa, tôi thấy hiện lên khuôn mặt tròn quen thuộc, hơi mệt nhọc của một cô gái. Chiếc áo bà ba của cô căng lên vì cái gùi nặng ở sau lưng. Nhà Ni có người rồi mi à, cô gái nói. Đi nữa hỉ, tiếng một cô gái khác đứng bên ngoài. Ánh lửa phụt tắt, tôi đã nhớ ra cái cô đánh đá lửa vừa rồi là cô bán hàng tại mộ dịch thừa thiên. Trên đường đi, mặc dầu không có nhiều thời giờ, tôi và Sương vẫn yêu cầu được vào thăm cái cửa hàng mộ dịch của tỉnh chúng tôi đã làm quen với trường hợp một người bạn gặp ở dọc đường. Chuyện trò tâm đầu ý hợp suốt buổi. Bỗng dưng bỏ đi biến ở một khúc ngoặt nào mà không nói với mình nửa lời. Chúng tôi đã biết là anh phải giữ nguyên tắc không để người khác nhìn thấy con đường rẽ vào cơ quan. Chỉ nguyên cái điều ở đây cũng có một cái cửa hàng để mọi người đến mua bán. Đã là một sự hấp dẫn đặc biệt đối với chúng tôi. Ở một nơi chỉ nhìn qua cũng biết là không yên ổn lắm. Những cô bán hàng đứng sau chiếc quầy nữa vui vẻ đón tiếp các chiến sĩ giải phóng các cô đưa cho khách lựa chọn những chiếc khăn mặt những ống thuốc đánh răng những bao bột ngọt những hộp sữa nước và cả những chiếc lược bằng ni lông có hoa văn dùng cho phụ nữ họ phải tin vào tất cả những người khách mua hàng hầu hết là không quen biết này họ cứ ở cái địa điểm đã quen thuộc với mọi người này chừng nào kẻ địch còn chưa tìm ra nếu lộ họ sẽ phải gan góc chịu đựng phải bảo vệ lấy hàng dưới những trận mưa bom sau đó họ sẽ đưa tất cả các thứ được xếp trong những chiếc gùi gọn ghẽ kia tới một nơi khác không thể nói chắc chắn là sẽ yên ổn hơn ở đây. Tại đó, họ sẽ lại dựng nhà, làm những quầy nứa mới, mở lại cửa hàng đón khách, sẵn sàng chịu đựng những chuyện không hay khác nếu có. Cô gái mặt tròn này bữa ấy mặc chiếc áo cổ bẻ có những bông hoa tím nho nhỏ. Cô đã kiên nhẫn lục hết gùi này qua gùi khác để tìm đổi cho chúng tôi bao thuốc lá thơm đã mua, lấy một thứ thuốc đậm hơn và cũng hợp với túi tiền của chúng tôi hơn. Người đi cùng cô mà tôi không nhìn rõ mặt chắc cũng là một nhân viên tại cửa hàng các cô gái ở đây rất thích cái mũ vải tròn cũng như bộ quần áo bà ba đen của các o giải phóng chắc họ đi đồng bằng để lấy hàng về đêm nay tôi càng hiểu rõ hơn công việc của các cô và giá trị của mỗi bao thuốc lá mỗi viên đá lửa chúng tôi nhận được từ tay các cô ở cửa hàng hai cô gái đi khuất rất nhanh vào bóng đêm dày đặc như chứa đựng đầy cạm bẫy con đường cạnh nhà chú tư vẫn im ắng lúc đó tôi mới biết họ chỉ có hai người tôi tự trách mình tại sao lại để cho họ đi như vậy tôi bỗng nhớ tới câu thơ của Nguyễn Du, canh khuya, thân gái, dậm chàng Nàng kiều run như chiếc lá của Nguyễn Du đêm nào gần 200 năm về trước, đã hóa thân thành các cô gái mạnh mẽ, xông pha trên đường công tác đêm này. Tiếng đại bác nổ rền phía đường số 1, lại thêm hình ảnh hai cô gái đi trong đêm khuya ở vùng đất lửa này tới cản trở giấc ngủ của tôi. Có lẽ tôi vừa chập mắt được một lúc thì thấy có người lay vai mình nhẹ nhẹ. Quang đang đánh thức tôi. Đã 3 giờ sáng. Chúng tôi đeo bao đồ lên lưng, tháo võng gấp lại, rồi im lặng rời khỏi nhà chú thím tư. Cỏ trên đường ướt đẫm xương. Tôi cố dương mắt thật to nhìn cái bóng người cao gầy có cái lưng gù gù chập chờn trước mắt. Chốc chốc, quang lại phải dùng bước, chỉ cho tôi tránh một hố trông hay một chỗ lội. Anh có cặp mắt tinh như mắt mèo. Trời lờ mờ sáng thì có tiếng máy bay lên thẳng. Những tiếng phành phạch, phành phạch mỗi lúc một rõ dần. Chúng tôi đứng nép vào một bụi cây, chở cho những con chuồn chuồn ngô bằng sắt đó bay qua đầu. Chẳng mấy lúc đã nghe thấy tiếng súng nổ rền. Quang dùng bước, quay lại nhìn về phía có tiếng súng. Hình như anh cũng chỉ ngủ được ít, da mặt khô và tai tái. Đúng chỗ chúng mình nghỉ đêm qua. Quang nói với tôi như vậy, đôi mắt sáng và ươn ướt của anh bỗng đỏ lên. Xã Mỹ Thủy nằm cách sân bay Phú Bài vài km là một trong những xã được giải phóng trong đợt đồng khởi tháng 7 năm 1964 tháng 4 năm 1965 quân Mỹ từ Đà Nẵng kéo ra Thừa Thiên. Chúng ập tới như một cơn bão. Những đoàn xe vận tải, bọc sắt, những khối thép xám nặng nề rùng rùng chạy trên đường số 1. Tiếng xích sắt nạo sỏi đá nhức khóc. Bụi cát cuốn lên trên mặt đường, làm bạc trắng cả những cành dương. Xen vào các đoàn xe là những đám lính bộ. Chúng mặc quần áo nhà binh giã chiến màu xanh sẫm, mang tiểu liên cực nhanh và trung liên cá nhân, quấn chéo, quấn quanh đầy người những dây đạn đồng vàng ống xếp hàng đi đều như lúc duyệt binh. Trông chúng bóng lộn như những bộ dao đĩa vừa được ném ra mặt bàn ăn trong các bữa tiệc nước ngoài. Những tên lính cao vai hẹp đó khua gót giày đinh cao cổ ầm ý. Chúng nhìn những cồn cát, những xóm làng sao mà thấp và xanh thế, bằng cặp mắt vui vẻ. Nhiều tên cách đây không lâu còn mặc những chiếc áo ngắn tay sặc sỡ, dạo chơi trên các hè phố ở nước Mỹ. Chúng đã được cạo chọc đầu đi, rồi đưa vào các trại huấn luyện. Ở đây nhà nước Mỹ trao vũ khí cho chúng, và dạy cho chúng tinh thần của lưỡi lê là giết. Khi chúng đã thông thuộc các điều lệnh chiến đấu, chúng được đưa xuống tàu để đi một chuyến công vụ có thời hạn là một năm. Bây giờ thì chúng đang bỡ ngỡ trước ánh nắng chan hòa của một xứ ở vùng nhiệt đới rất xa tổ quốc, một nơi có nhiều Việt Cộng như người ta nói với chúng. Chúng đang kiêu hãnh vì chúng là một dân tộc thượng đẳng ở một nước văn minh tới đây. Chúng giơ tay với những người đàn ông chân lộ bùn đi sau con trâu, làm việc trên cánh đồng đầy nước. Chúng mỉm cười với những em bé tóc đen, mắt đen, đứng bên đường nhìn chúng với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng ngay lúc ấy, chúng có thể bấm cỏ súng nhà một loạt đạn vào họ mà sau đó không phải nghĩ ngợi gì. Trước mắt chúng vẫn chỉ là những sinh vật hạ đẳng, không phải là những con người như chúng. Ở nước chúng, màu da đen thuộc về loài nô lệ, da vàng, cũng chẳng khác là bao. Chúng hiểu rất mơ hồ về mục đích mà nhà cầm quyền Mỹ đang sử dụng chúng. Những kẻ gây tội ác khi không bận lòng vì mình đang gây tội ác thì lại càng nguy hiểm nhất là khi chúng nắm trong tay những vũ khí giết người tinh xảo phần lớn bọn chúng chưa hiểu chiến tranh là gì chúng rất tin vào sức mạnh của vũ khí chúng đeo đầy người và những thứ đang làm ầm trời ầm đất trên dải đất hẹp chẳng thấy có gì đáng kiêng nể này chắc chưa mấy đứa nghĩ là một ngày kia chúng sẽ trở lại con tàu đã đưa chúng đến đây trong những bao chất dẻo trên phủ một lá cờ có những sọc đỏ và những ngôi sao để quay về nước mỹ lúc đó chúng không còn có chi rác để đáp lại cái chào của viên sĩ quan cấp trên đứng đón chúng với bộ mặt không biểu lộ một thứ tình cảm gì rõ rệt bàn tay đưa lên vành mũ rồi lại bỏ xuống đều đều như một cái máy phần lớn bọn chúng đều đang vui vẻ vùng trời phú bài nổi lên một cơn lốc xoáy nơi đây đã trở thành một sân bay những tiếng ầm ầm tiếng rú rít đinh tai nhức khóc suốt ngày đêm làm cho những chị có mang lo sợ bị sẩy thai đêm đêm phú bài rực lên một vừng ánh sáng ở xa người ta cũng vẫn nhìn thấy ngọn đèn đỏ trên cột điện vô tuyến nhấp nháy từ chấm lửa đỏ lơ lửng giữa trời và vừng ánh sáng trắng đó đạn đại bác địch vãi ra bốn chung quanh đạn đại bác của chúng rơi xuống các thôn ấp các ngã ba đường các khu rừng để tạo cho chúng một hàng rào lửa bọn sĩ quan và lính pháo thù mỹ thích thú khi nhìn thấy những loạt đạn pháo của chúng nổ giòn giã đúng vào các tọa độ đã được tính toán nhưng bọn Mỹ cũng biết hàng rào của Đại Bắc không đủ bảo đảm an ninh cho những chiếc máy bay đắt tiền ở đây. Nền khoa học ở nước chúng đã có thể làm ra những tên lửa bay lên mặt trăng, nhưng chưa chế tạo được những viên đạn biết tìm đến những người du kích. Chúng nóng quân ra quanh phú bài. Riêng tại xã Mỹ Thủy, quân Mỹ đã kéo tới trên 2.000 tên. Chúng vui vẻ đi vào những thôn ấp còn khét mùi bom đạn của chính chúng vừa chút xuống. Chúng dựng lên khắp nơi những nhà bạt, xếp những bao cắt thành công sự, đặt dây thép gai bùng nhùng chung quanh. Đi đến đâu cũng chạm lưỡi lê và súng Mỹ. Binh lính Mỹ vẫy trẻ con vào chơi với chúng. Có những tên Mỹ nói tiếng Việt dẻo như kẹo, đi lân la khắp các nhà trong làng. Chúng cũng thăm hỏi sức khỏe của dân làng. Thỉnh thoảng, chúng mang cho họ ít bột mì mốc, một hộp thịt hay một hộp sữa quá hạn. Xó xỉnh nào chúng cũng mò tới. Có lúc chúng sụp cả vào buồng riêng, nói tưởng có người ốm nằm trong đó nên vào thăm những tên mỹ này có cặp mắt làm cho đồng bào phải chú ý cặp mắt của chúng không mấy khi thanh thản hay nhìn soi mói vào những nơi những vật không có liên quan gì đến câu chuyện của chúng một xó nhà bếp một góc chuồng bò chiếc ô kéo ở bàn máy may cái ống hương đặt trên bàn thờ cặp mắt đó chứng tỏ là chúng đang nghĩ khác những điều chúng nói rồi đồng bào còn nhận ra là bọn này hay thay hình đổi dạng thoát thấy chúng mặc thế này thoát thấy chúng mặc thế khác vừa buổi sáng thấy tên mỹ này màu da trắng thì buổi chiều cũng chính nó đã trở thành đen tuyền từ đầu chí chân. Gái điếm xuất hiện cùng với lính Mỹ, nhưng lính Mỹ không chỉ thích có gái điếm. Hai thằng vào chơi nhà một ông cụ, chúng nhìn thấy một cô gái mới lớn. Hai đứa nhắm nháy nhau, một thằng ném lên bàn 400 bạc, rồi đi lại nắm tay cô gái. Cô gái rằng co vùng vẫy để dứt ra, cụ già chạy lại cứu con, làm cho thằng Mỹ tuột tay. Cô gái chạy thoát, tên Mỹ quay lại bóp cổ ông cụ, may mà dân làng kịp kéo tới. Một cô gái khác đang ngồi giặt quần áo bên giếng, bất thần, thấy mình bị nhấc bọc. Nhận ra mình đã nằm trong tay một thằng Mỹ, cô dễ dụa, la thét. Mấy thằng khác xúm lại, giúp tên này khiêng cô đi. Bà con vội gọi nhau đổ xô tới. Biết không lọt, bọn Mỹ quăng cô xuống đường, rồi bỏ đi. Cô gái thoát khỏi tay chúng bữa ấy, nhưng từ đó trở thành người mất trí. Bọn ác côn thoát chết sau ngày đồng khởi ở Mỹ Thủy trốn tránh ở các vùng địch còn chiếm giữ, lại trở về núp sau lưng lính Mỹ. Chúng nhận mặt những người hoạt động cho mặt trận và mang thuốn đi xâm hầm. Binh lính Mỹ ảo ảo đổ xô đến những nơi có tiếng súng, lùng sục du kích. Quân Mỹ mở liên tiếp hàng loạt những cuộc cản xung quanh các vị trí trú quân. Đại bác của chúng bắn không thương tiếc vào các thôn ấp không có quân chúng đóng và bắn cả lên rừng núi. Vào đầu mùa xuân năm ấy, chính là lúc đế quốc Mỹ ném vào chiến trường miền Nam thêm 20 vạn quân tổng số quân mỹ tay sai và chư hầu đã lên tới gần một triệu trong lịch sử chống ngoại xâm của loài người các dân tộc mấy khi đã phải đương đầu với một kẻ thù đông tới một triệu tên một thế kỷ giữa trước đây napoleon vét quân các nước chư hầu ở châu âu mở cuộc tấn công vào nước nga bao la khi tiến về mặt tư khoa tính ván bài quyết định với nga hoàng số quân của hoàng đế pháp cũng chỉ tới nửa triệu đùng một cái trên chiến trường nhỏ hẹp của đất nước đổ tới thêm 20 vạn quân xâm lược. Lần này, chính là quân Mỹ. Bọn lái buôn máu xưa nay, chỉ quen dùng đô la thuê người nước ngoài đi đánh, đã đến lúc phải đưa người của chúng ra trận. Bọn lái buôn chiến tranh từ xưa đến nay, chỉ thích đứng ngoài cuộc. Chờ tình thế ngã ngũ thì nhảy vào kiếm lời. Lần này, đã phải nhảy vào trận đánh trong lúc tình hình đang bất lợi. Ý định của kẻ thù lần này cũng rõ rệt như chính lòng tham của chúng. Chúng thẳng tay ném thêm một quả tạ lên bàn cân khi thấy cán cân lực lượng không lợi cho chúng. Chúng muốn đùng một cái, đảo ngược lại tình thế, giành một thắng lợi quyết định. Cuộc chiến đấu của nhân dân ta đã tiến sang một giai đoạn mới mà đây chỉ là bước mở đầu. Rồi đây, quân Mỹ không phải chỉ là 20 vạn. Nhân dân ta đang đảm đương trước lịch sử một nhiệm vụ thật nặng nề. Kênh ký ức chiến tranh, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.